Thầy tiếp cái bài giảng bữa trước, tức là bài sám quy mạng của chúng ta. Thì ở trong cái bữa trước á, thì thầy giảng về cái ý nghĩa thử thế phước cơ mạng vị các nguyện xương long. Hôm nay thầy giảng về cái câu thứ hai á, là lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú. Tức là bữa trước ấy, thì chúng ta định vị chúng ta đang ở chỗ nào đây? Ở trong ba đường ác không? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ở trong chỗ Atula, người hay là trời? Tức là nếu con người ở trên cuộc đời này mà ta muốn cái gì được cái đó, thì cái này ta gọi là trời, phước đó. Thành ra ta muốn có nhà được nhà, ta muốn có xe được xe, ta muốn có địa vị xã hội ở bực nào đó, ta được bực đó. Ta muốn tất cả những người chung quanh nó không trái ý ta đó, ta đều được vậy hết. Thì cái này là ở trời đó. Gọi là trời ở trong loài người. Đó là cái điều mà chúng ta thấy. Thành ta xét ta không phải ở trong cái chỗ này. Thì bây giờ đó, ta xuống một bậc, ta ở trong cõi người, người trong loài người. Người ở trong loài người đó, thì đây chúng ta coi như là bình thường. Mà 50-50, cũng có người thương ta mà cũng có người ghét ta, cũng có người giúp ta mà cũng có người phá ta. Thành ra trên bước đường tu đó, ta nhận vị, ta thấy vậy. Cũng có người thương mình nhưng có người ghét, có người giúp mình mà có người hại. Cho nên trên cái bước đường tu hành đã nghiệm kỹ lại, ở trong loài người mình gọi là tương đối thôi. Nó có một cái mặt tốt còn có mặt xấu. Cho nên Đức Phật đó, trong loài người là dễ tu nhất. Tại vì có người tốt giúp mình thì mình có điều kiện để phát huy cái tốt mình lên, thì điều đó gọi là tu. Nhưng mà nhiều khi có người tốt giúp mình, mình ý lại, rồi mình trở thành dở. Rồi khi người ta không giúp mình nữa thì mình sẽ rớt xuống đọa. Cho nên dễ tu mà cũng dễ đọa là chỗ đó. Cho nên có người giúp mình thì mình nghĩ nhân cái chỗ này mình đi lên, chứ đừng để nó tuột xuống. Cái người mà tuột xuống có nghĩa là có người muốn giúp đỡ mình, nhưng mà mình ý lại cái sự giúp đỡ đó, cho nên mình không làm nữa. Mình không làm, mình không học, mình không có tiến bộ. Thì khi mà người ta chịu không nổi nữa, người ta không giúp mình nữa, người ta bỏ mình, cái mình rớt xuống liền. Còn bây giờ nếu mà có những người ác hại mình á, những người ác hại mình cũng nhân có cái người ác này để mình tu. Cái này dễ đây. Tại vì có người ác hại mình á, mà nếu mình biết tu đó, thì cái trường hợp chính cái đó là cái nhân để cho mình tu hành. Nên Đức Phật nói nếu mà có người mắng chửi mình đó, thì mình tu cái hành nhẫn nhục được chứ. Chứ không ai mắng chửi mình hết, nhưng mà nhịn cái gì? Ít nhất mình cũng nhịn được một cái đó, là khi người ta mắng chửi phải không? Thì bây giờ quý vị tu sao? Thành ra đối với thầy đó, là nó có ba cái trường hợp. Thế nên trường hợp thứ nhất á, là nó chửi mình chửi lại, phải không? Nó đánh mình đánh lại. Nó nói xấu mình nói xấu lại. Tức là ăn miếng trả miếng là con người bình thường trên cuộc đời này. Nhưng bây giờ mình tu, mình tu cho nên á, mình lại đổi cái này đi. Mà Đức Phật dạy đó, nó chửi mình không chửi lại, nó đánh mình không đánh lại, nó nói xấu mình không nói xấu lại. Mà thậm chí mình không cần đính chính nữa. Mà thầy thấy tu cái này nó có lợi lắm. Đức Phật dạy mình nghe Đức Phật rồi mình làm cái đó. Tại bây giờ có người nói xấu thầy, nhưng mà thầy không nói lại, mà thầy cũng không đính chính, thì sao? Thầy thấy có người đính chính thay cho thầy đó. Có người đính chính thay cho mình chứ. Tại vì có người mà thương mình đó, họ thấy cái này không có,
mình đúng, nhưng mà cái này nó vô quan cho mình không? Cho nên Đức Phật dạy mình tu là như vậy đó. Tức là nhịn được thôi. Mình nhịn lại, mình không đính chính thì có người đính chính thay cho mình. Còn nếu mà không có người nói thay cho mình nữa thì lúc bây giờ cái khách bàn quan họ nhìn vô họ thấy. Nếu mình giữ cái tâm mình cho thanh tịnh mà không giận, không buồn thì cái trường hợp này nữa, người bàn quan họ nhìn là thấy. Cái người mà nói xấu mình sao hung dữ quá phải không? Nhưng mà mình sao hiền lành quá. Nhờ có người hung dữ cho nên người ta mới nhận ra mình hiền lành đây. Cho nên mình được chứ. Nên Đức Phật nói là Ngài thành đạo sớm là nhờ Đề Bà Đạt Đa là người thiện tri thức, tức là người mà giúp đỡ Ngài nhiều nhất. Đề Bà Đạt Đa là tìm mọi cách để hại Đức Phật thôi, tìm mọi cách để nói xấu Đức Phật, đủ cách hết. Nhưng mà tới cuối cùng thì cái trường hợp đó Đức Phật vẫn là Phật, mà Đề Bà Đạt Đa đọa vẫn đọa. Thành ra ở trong thực tế nhất là Đề Bà Đạt Đa học với Đức Phật, thành ra có được năm pháp thần thông rồi. Đấy. Cho nên bây giờ đó, ông mới sử dụng pháp thần thông ông để ông mê hoặc mọi người chung quanh. Ông mê hoặc luôn cả vua Xà Thế để ông suối chứ. Nhưng mà bây giờ đó, ông mê hoặc đó, những cái người đệ tử Đức Phật đi theo Phật tu phải không? Đi theo Phật tu đó, thì ông tìm cách ông nói xấu Đức Phật thế này thế kia đủ cách hết. Nói xấu Đức Phật để ông dụ đi. Nhưng mà bây giờ đó, cái ông Đề Bạt Đạt Đa này ông dụ được một số những cái người đệ tử của Đức Phật mà bỏ Đức Phật ra đi đó. Thì bây giờ đó, đi tới nửa đường đó, Ngài Mục Kiền Liên lại sáu pháp thần thông Ngài Mục Liên mạnh hơn. Đấy. Cho nên cái trường hợp đó Ngài Mục Kiền Liên mới dùng thần thông của Ngài đó mà đẩy ông Đề Bạt Đạt Đa bay đi thật xa đi. Mấy người này cảm thấy bơ vơ, sợ hãi. Cho nên Ngài mới nói cái trường hợp mà ông Đề Bạt Đạt Đa như thế. Cho nên bây giờ ông muốn trở lại với Phật tu hay muốn bỏ đi. Cho nên trên bước đường tu chỗ này quan trọng. Thì bây giờ đó Ngài Mục Kiền Liên đó đẩy ông Đề Bạt Đạt Đa bay đi rồi. Thì bây giờ mấy người mà chạy theo ông Đề Bạt Đạt Đa nó mới thấy, ồ, nãy mình thấy ông này giỏi quá mà bây giờ bị Ngài Mục Kiền Liên đẩy đi thì Mục Liên giỏi hơn chứ. Thôi bây giờ theo Ngài Mục Kiền Liên, cho nên quay trở về với Đức Phật. Cho nên đây là trên bước đường tu nữa. Thế nên Thầy nói đạo tràng mình tới ngày nay còn đông thế này cũng tốt rồi. Cho nên nhiều người đó nghe những người khác dụ biểu tới chỗ này tu, tới chỗ kia tu, tới chỗ nọ tu dễ, dễ hơn. Nhưng mà rồi nó cũng còn trở về đường tốt. Trong thời Đức Phật á, Ngài Mục Kiền Liên dùng cái này. Nên Đức Phật á, thì Ngài không nói gì hết. Nói những người này họ đi cũng tốt thôi. Nhưng mà Ngài Mục Kiền Liên Ngài không chịu. Họ sử dụng thần thông cho nên Ngài cũng phải sử dụng thần thông để mà làm. Rồi đó, cũng có một vài trường hợp mà Đức Phật dùng thần thông. Như bây giờ đó, ông Đề Bạt Đạt Đa ông thua cái này rồi đó. Ông mới về, ông mới suối ông vua A Xà Thế. Cho nên suối A Xà Thế ông cũng lại dùng thần thông của ông nữa. Mê hoặc ông kia, ông vua ông nghe theo, ông nói ông giỏi quá. Tại ông thấy Đức Phật sử dụng thần thông. Cho nên lúc bây giờ đó, Đức Phật mới đưa mấy thầy tỳ kheo đi vào thành Vương Xá Khất Thực, đi vào đó. Thì bây giờ đó, ông Đề Bạt Đạt mới suối vua A Xà Thế nên thúc trống để mà cái đoàn do trận nó xông ra. Nó rượt, nó đuổi mấy thầy chạy. Thành ra cái trường hợp đó, một số mấy thầy mà tu, mình gọi tu giả đi phải không? Tại vì thấy Đức Phật có một cái quy lực lớn, đi theo Đức Phật thì người ta ta cung kính, ta cúng dường, cho nên cái này gọi là ăn theo đấy.
Cho nên những người ăn theo này đó, thấy bây giờ ăn không được mà nguy hiểm, thôi bỏ chạy chứ. Bỏ chạy dân bác hết, mất y. Nhưng mà lúc bây giờ đó, thì cái đàn voi trận mà nó tới Đức Phật rồi đó, thần thông của Đức Phật mạnh quá, cho nên đoàn voi nó quỳ xuống, đoàn voi mộp xuống hết. Thành nên Đức Phật xoa đầu thọ ký cho voi trận. Thì như vậy đó, thì chính làm cho người bên ngoài họ nhìn vô họ thấy cái uy lực Đức Phật mạnh quá. Cho nên vua A Xà Thế cũng phải về quy y và sám hối với Đức Phật. Cho nên lúc bây giờ mới đuổi ông Đề Bà Đạt Đa đi. Đề Bà Đạt Đa là cái người ác, phản đồ đệ tử Đức Phật, nhưng mà phản Đức Phật thì đương nhiên là bị người ta đuổi. Rồi tất cả mọi người không ai dùng nữa, không ai tin, không ai theo nữa. Thì bây giờ đó, ông phải sống lủi thủi lang thang một mình cho tới chết thôi, đọa địa ngục. Đây là trên bước đường tu. Thì tới chừng đó thì Đề Bà Đạt Đa mới ăn năn sám hối. Đức Phật nói là có sám hối, nhưng mà rồi nữa thì cũng phải đọa địa ngục thôi. Nhưng mà nhớ là khi vào địa ngục tiếp tục sám hối với cái tâm đó, đó thì ra khỏi địa ngục rồi tu trở lại cũng có thể lên được. Đây là tất cả các Phật tử chúng ta nên hiểu. Theo Kinh Nguyên Thủy thì bảo là Đề Bà Đạt Đa đó là đọa vô gián địa ngục và vĩnh viễn ở trong địa ngục, không ra nữa, tội không ra được nữa. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa Đức Phật nói Đề Bà Đạt Đa là người ác, nhưng mà nhìn ở cái mặt tốt đó, thì chính Đề Bà Đạt Đa vẫn là người có công, người có công với Đức Phật chứ, người làm cho Đức Phật nổi tiếng lên là chỗ này. Nếu không có Đề Bà Đạt Đa mà dụ dỗ mấy thầy đi hết đi, không có Đề Bà Đạt Đa mà suối ông vua A Xà Thế làm cái việc này, không có Đề Bà Đạt Đa mà xô đá lăn xuống không để mà đè Đức Phật, thì không có những cái hiện tượng này đó, thì cái vai trò của Đức Phật không nổi lên được, hay nói cách khác là không làm Phật được. Phật có nghĩa là không ai hại được hết. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Cho nên những người ở trên cuộc đời này đó, phần nhiều hay giả danh Phật, giả danh Bồ Tát đó, thì tới cuối cùng bị hại thôi. Chết đi rồi đó, người ta nói ông này là thánh, không thánh, tự hại mình đó. Còn nếu Phật thiệt đó, thì không ai hại được. Nên tất cả các Phật tử chúng ta nên biết đó, cái người nào mà nói Phật, nói Bồ Tát, nói thánh đó, nhưng mà những người đó nó vẫn còn bị hại, vẫn còn chết, vẫn còn khổ sở đó, thì biết cái này là không phải là Phật, không phải là thánh đó. Cho nên chúng ta không nên theo. Đây là trên bước đường tu chúng ta nhận. Nhưng mà bây giờ đó, ở trong loài người, nhưng mà loài người chúng ta đó, nó còn có một cái giai đoạn gọi là khó khăn và nguy hiểm. Cho nên cái thời gian này, thời gian Thầy nói là thời gian mà đấu tranh. Thành ra trong cái hoàn cảnh nó làm cho con người ta dễ bực bội, tức tối và thù hận. Thành ra bực bội, tức tối, thù hận, cho nên từ cái chỗ đó mà giết người và bị người giết. Cho nên cái này là Atula thì ở trong tất cả các loài đều có Atula. Ở trong địa ngục cũng có Atula, mà ở trong súc sanh cũng có Atula. Cho nên các vị nghĩ đó, ở trong địa ngục có Atula không? Có chứ. Tại vì sự thật đó, ta thấy đó, nhiều người bị bắt rồi, bỏ vô ngục rồi, nhưng mà trong đó ta còn nghe nói có cái gì? Đại ca nữa phải không? Có đại ca trong đó nữa. Rồi cũng có đại bàng trong đó nữa phải không? Cũng còn đánh nhau trong đó dữ lắm. Phải không? Cho nên trong địa ngục của ta nhìn kỹ, ta thấy có Atula. Mà trong cái hoàn cảnh đó, người ta dễ sân hận hơn, ta dễ bực bội hơn, ta dễ hung dữ hơn. Cho nên Atula đây, Atula trong loài người chúng ta.
Atula trong loài súc sanh đó là gì? Trong loài súc sanh đó, đôi khi đó nghèo khổ, đói khát. Đói khát đó, đây ta gọi là ngạ quỷ nha. Cực khổ, gọi là kéo cài trả nợ đây, đọa đây. Cái này nó dễ ở trong loài súc sanh không có. Người nhưng mà như là súc sanh. Rồi tới trong loài súc sanh thiệt cũng có Atula không đó nữa. Thành ra ta thấy gì? Tại có lần thầy nhìn trên TV màn ảnh mà thầy thấy. Người ta gọi là gì? Chọi trâu ở ngoài Đồ Sơn hả? Thầy thấy tội nghiệp đó, mấy anh trâu này nó mập khỏe như vậy đó, mà tự nhiên nó rồi đó, nổi cơn lên đó, mà đánh nhau đánh cho tới chết phải không? Không biết tại sao vậy mấy anh trâu này đánh chết rồi cái anh thắng cũng bị giết, mà anh thua cũng bị giết, tất cả đều giết hết. Atula trong loài súc sanh tự nhiên là nổi điên lên đánh nhau à. Thành ra tất cả các loài đều bị. Thành ra trâu cũng hút nhau, rồi bò cũng hút nhau phải không? Hút nhau nổi khùng lên. Cái tánh mà nổi khùng lên, cái tánh mà hung dữ đó là cái này là Atula. Trong loài người chúng ta đó, mà cũng có những người hung dữ đó, thì ta biết đây là Atula rồi. Cho nên đó, thường đó, ta tránh. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy nói biết cái người này hung dữ rồi, mình đừng đụng tới nó, đừng chọc nó nhé. Đừng chọc cái tánh hung dữ của nó, thì nó nổi khùng lên đó, thì nó không kể nữa, này rất nguy hiểm. Cho nên trên bước đường tu chúng ta nhận ra Atula trong loài người, địa ngục trong loài người, ngạ quỷ cũng trong loài người. Ngạ quỷ tức là quỷ đói. Thế nên có những người đói khát khổ sở. Đấy. Cho nên ở trong loài người chúng ta có đủ hết cái loài này. Vì vậy đó, mà ở trong loài người chúng ta Đức Phật nó dễ tu nhất, là nhìn thấy có đủ sáu đường sanh tử khổ não này nè, thấy sợ. Cho nên từ chỗ này ta muốn đi ra. Ta muốn đi ra. Đi vào địa ngục thiệt rồi đó, thì cái trường hợp không có điều kiện gì để tu nữa hết. Không biết cái gì để tu nữa. Lên trên thiên đường sướng quá, chúng ta cũng không, không còn tu được nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Tại vì đó, đâu có ai cần, đâu có ai xin mà mình bố thí, đâu có ai hung dữ mà mình nhẫn nhục, mình nhịn, phải không? Tất cả những cái điều kiện tu không có nữa, mà chỉ có cái hưởng thụ thôi. Đây là trên bước đường tu. Vì vậy mà Đức Phật nó ở trong loài người chúng ta đó, là có cái điều kiện hành Bồ Tát Đạo tốt nhất. Cái điều kiện tốt, nhưng mà cái điều kiện tốt này là còn kèm theo cái gì? Các vị nên biết cái chỗ này. Nhận lầm cái chỗ này rất nguy hiểm. Trong loài người chúng ta có cái điều kiện tu tốt nhất, nhưng mà cũng làm cái nơi nguy hiểm nhất. Tại đây nó có đủ sáu đường sanh tử đây này. Ta dễ rớt qua mấy cái khác lắm. Cho nên những người mà giàu có sung sướng, nhiều khi nữa, thầy ngồi thầy nghĩ như này. Như ông Tổng thống Gaddafi đó thì cái tiền của ổng mà ổng để ổng ăn cho tới mấy đời ổng cũng không hết nữa. Nhưng mà cố gắng giữ cái vị trí tổng thống của Libya hả? Mà tới cuối cùng nữa là bị chết cách thảm hại. Đây tổng thống Saddam Hussein. Mấy ông tổng thống này nữa thì thấy thiệt ra nữa là quá ư sung sướng, quá ư giàu có đâu. Nhưng mà vì tham cái địa vị một chút mà thọ cái quả báo này sợ. Cho nên ta giàu có đó, thì chúng ta sợ ta hưởng thụ, mà hưởng thụ nó hết phước đó, thì cái trường hợp này cái quả nó tới là sợ. Nhìn thấy như vậy đó mà ta lo ta tu. Cho nên trong đời thầy đó, thầy sợ hưởng thụ lắm, sợ hết phước lắm. Cho nên khi hết phước rồi đó, mình cần tiền, tiền cũng không có, cần thức ăn cũng không có, cần bạn tốt cũng không có bạn tốt nữa. Ai cũng xấu với mình hết.
Cho nên bình thường giờ mình còn chút xíu phước này, ai thấy mình cũng muốn giúp đỡ, cũng muốn làm bạn. Nhưng mà quý vị coi chừng hết phước rồi nữa thì mình nhờ họ không được nữa. Bây giờ phước mình còn, cho nên họ nói là bao giờ anh cần thì anh tới tôi, phải không? Tại phước mình còn mà, họ nghĩ mình còn, cho nên họ mời mình tới. Nhưng mà cái khi quý vị hết phước rồi, nghĩ tới cái người bạn tốt năm xưa nữa, mình tới để mình mượn tiền, phải không? Nó biết mình tới, mình mượn, mình nhờ nó đó. Nhiều khi nó sai con nó ra nói, ba tôi không có nhà, phải không? Thành có người tới thưa với thầy điều này, tức chết thì phải không? Hồi đó mình giúp đỡ nó thế này, giúp đỡ nó thế kia. Nhưng mà bây giờ mình cần nữa, mình nhờ nó giúp, nó trốn mình. Thầy nói thẳng, thầy nói anh hết phước rồi. Nhìn mặt anh thầy biết anh hết phước rồi. Cái mặt anh là mặt mà hết phước rồi thì ai thấy cũng tránh hết, phải không? Bây giờ ráng tu đi để kiếm chút xíu phước. Người ta thấy có cái phước đó thì người ta mới thương. Đấy, người ta thấy người ta phước, chút xíu phước ta mới thương chứ. Hết phước rồi cho nên phải ráng tu lại. Thành ra thầy nhớ là Hòa Thượng Trí Tịnh khi còn sanh tiền nữa, Hòa Thượng có kể thầy nghe một cái anh đệ tử Hòa Thượng. Cái anh này đó, anh thất bại cho tới cái mà không còn tiền để ăn nữa, không còn tiền để đóng tiền nhà nữa, nhà trọ nữa, không còn tiền để ăn nữa. Thành ra đói, đi lang thang tới đằng trước chùa Vạn Đức, thấy người ta tụng kinh Pháp Hoa trống, anh ta thấy người ta tụng kinh trong đó, thôi bây giờ mình cũng vô mình lại Phật, mình xong vô lại Phật, mình lại Phật xong rồi thấy người ta tụng kinh, thôi cũng ngồi đó một chút, chỉ có một cái tâm tùy hỷ thôi, ngồi yên đó thôi, không quậy phá. Đói nhưng mà bây giờ ngồi đó. Thì bên cạnh của anh đó có một bà cũng đang tụng kinh Pháp Hoa. Bà thấy cái anh này ngồi im bên cạnh, bà đưa cái cuốn kinh của bà tụng đó qua gần bên này, bà cũng nhìn mà để cho anh ấy nhìn theo. Thành ra anh này cũng nhìn theo, cũng tụng theo. Thành ra bắt đầu anh này cũng bắt đầu tụng theo. Tụng theo rồi đó, bà từ từ bà móc trong giỏ ra ổ bánh mì bà cho anh. Móc ổ bánh mì ra đưa anh. Tụng kinh xong rồi đó, ra ăn ổ bánh mì đó, đang đỡ đói một chút. Ta đã đọa vô ngạ quỷ rồi, nhưng mà còn biết tu một chút đó thì có một chút xíu người thương. Hồi nãy đi ngoài đường á, đói meo rồi, mặt mày coi dữ tợn á, ai ta thấy ta cũng sợ hết. Cái mặt này là cái mặt lừa đảo này, cái mặt ăn cướp này. Nhưng mà bây giờ nhờ vô đó, lại Phật rồi tụng được vài câu kinh cái nè, nó đổi cái tướng. Các vị có để ý thấy nè, tu thiệt nó đổi nè. Từ cái tướng hung dữ kia mà đổi qua cái tướng hiền lành, cái tướng dễ thương này nữa. Cho nên cái bà già này mới cho ổ bánh mì ăn đỡ. Ăn vô hết đói rồi, phải không? Đó, thì cảm thấy trong lòng nó vui hơn nữa. Cái tướng mà hung ác kia tự mất. Cho nên anh này tiếp tục tụng kinh cho tới chiều. Tụng kinh tới chiều á, thì cái bà già tụng kinh này bà mới nói nè, ở nhà anh ở đâu? Thì anh mới nói dạ con không có nhà. Rồi hỏi anh ở đâu? Nó ở nhà trọ nhưng mà hết tiền rồi cho nên ta đuổi đi. Đây các vị thấy không? Cho nên từ cái chỗ này mà bà thấy như vậy, bà đã thôi bây giờ anh chưa có cái chỗ ở, chưa có cái việc làm, thôi giờ về giúp việc cho tôi đi, giúp việc nhà tôi đi, tôi có cái cửa hàng mà tôi cũng đang cần người giúp việc đây. Cho nên cái anh này mới theo cái bà này đi về nhà để làm cái việc mà ở trong cái xưởng của bà này, cửa hàng của bà này, làm chuyện nặng nhọc đó.
là bán vật liệu xây dựng cho nên anh này làm. Cho nên anh này làm nữa, một thời gian anh thấy bà này thấy anh này làm việc giỏi và tốt, cho nên lần lần nữa giúp vốn cho anh để tách ra làm cửa hàng khác lên. Thành ra thầy mới nói với anh, thầy nói là cái gì Bồ Tát Quan Âm giúp anh đó. Thành ra anh lại Bồ Tát Quan Âm tượng, nhưng mà thiệt ra đó, cái bà già ngồi bên cạnh anh đó, bà đó, đó là Bồ Tát Quan Âm là bà đó. Nhưng mà chỉ có lúc đó đó là bà mới Bồ Tát Quan Âm nghe chưa? Tại vì bà đang tụng kinh và anh cũng chí thành, cho nên Bồ Tát Quan Âm đó mới tác động vào cho cái bà già này, cho anh ổ bánh mì, rồi tác động bà già này nó cưu mang anh và giúp đỡ anh lên được đó. Đây là trên bước đường tu đó, anh ấy dựng nghiệp lên được, bây giờ thì giàu có lắm. Cho nên trên bước đường tu nó ta nghiêm kỹ rồi, khi mà ta hết phước rồi phải không? Thì nghiệp nó đổ ra đó, ta nhìn ta thấy mình toàn là cái xấu cái ác không, rất nguy hiểm, tới chừng đâu muốn tu nữa cũng khó lắm. Vì vậy đó mà khi còn một chút xíu phước này nữa, ta nhân cái chỗ này ta ráng ta tu lên, ta đừng xài hết. Ta đã trên bước đường tu của thầy nữa, tức là nhiều người giúp đỡ cho thầy, nhiều người cho tiền, nhưng mà thầy không bao giờ thầy nhận đâu, không thích đâu, thầy sợ lắm, sợ mất phước lắm. Khi nào thiệt cần lắm đó thì lúc bây giờ mình mới nhận, còn mình còn sống được thì thôi, mình nên để đó. Để đó là để cái gì? Cái này là phước đời trước của mình đây. Phước đời trước của mình, nhân duyên đời trước của mình có làm một việc gì tốt đó, cho nên bây giờ người ta thấy mình, người ta thương mình, người ta muốn giúp đỡ mình đây nè. Cho nên ráng giữ cái này, chứ mình xài rồi là hết. Cho nên các vị nghiệm xem, ta có một người bạn tốt, thấy không? Đó, họ đem họ giúp ta, họ giúp tiền cho ta đi, để ta làm ăn nhé. Nhưng mà mình làm ăn hư rồi đó, mình tới mình nghĩ người này tốt cho nên mình tới mình xin nữa, mình vay nữa, mình mượn nữa được không? Chắc hơi khó phải không? Hơi khó. Cho nên đời trước mình tốt với nó, đời trước nó thiếu mình, cho nên bây giờ nó nhìn nó thấy mình, nó muốn giúp đỡ lại, nó muốn trả ơn nữa. Cho nên tất cả mọi người trên cuộc đời này mà tốt với ta nữa, ta biết đời trước ta đã có làm một cái việc gì đó, làm cái việc gì đó cho nó đó, cho nên đời này nó nhìn nó thấy ta nữa, nó nhận ra được cái này là ân nhân của nó, cho nên nó muốn trả cái ơn kia, nó muốn trả cái ơn kia. Cái người này nó thấy ta vô cớ mà ghét ta nữa, ta cũng nhận ra được đó. Trước đây ta cũng đã từng làm cái việc gì đây, cho nên bây giờ quan gia gặp lại đây, cho nên nhận ra được cái chỗ này mà chúng ta tu hành. Đây chỗ này quan trọng, phải giải. Quan gia thì giải, nhưng mà phước thì nên giữ đó hoặc là tạo lên. Tại vì nó nợ mình, nó muốn trả mình phải không? Nhưng mà bây giờ mình chưa lấy, chưa đòi thì nợ mình còn không? Tức là còn chứ. Trong lòng nó còn nghĩ đó, nó ơn mình, nó nợ mình, cho nên nên để dành. Đức Phật nói là tất cả mọi người thấy Đức Phật là điều kính trọng hết đó, là vì Đức Phật đã từng làm ơn nhiều, nhưng mà Đức Phật không thọ hưởng, không thọ hưởng, không cho họ trả. Cho nên từ cái chỗ đó nữa mà nó còn. Nhưng mà Đức Phật dạy họ đó là muốn trả ơn cho Đức Phật đó thì cố gắng tu hành, gọi là trả ơn Đức Phật. Mà trong cái tu hành này nó là cố gắng dìu dắt những người khác cùng tu hành. Đây là theo Kinh Pháp Hoa. Muốn trả ơn Đức Phật không gì hơn là tu hành. Cho nên bây giờ thầy muốn trả ơn Đức Phật là thầy dìu dắt tất cả các vị cùng tu hành trong pháp của Đức Phật. Đây thầy trả ơn Đức Phật. Mà trả ơn Đức Phật như vậy đó thì sao? Đức Phật có hưởng không? Ta nói Đức Phật không hưởng, cho nên cái ơn này nó lớn lên thêm, phải không? Ta nói tất cả mọi người đây đều thấy mình mang ơn Đức Phật hết, mọi người đều kính trọng Đức Phật hết,
Cho nên như vậy đó, mà cái phước của Đức Phật không bao giờ hết mà nó cứ tăng lên trên bước đường tu đó. Cho nên người biết tu đó, thì đừng bao giờ hưởng cho hết phước, hết phước là đọa. Vì vậy đó, mà chúng ta lấy cái phước này chúng ta nhân rộng ra, cứ nhân rộng lần ra, cái này gọi là vô tận đăng. Một người tu mà làm gương cho những người khác bắt chước tu theo, thì cái trường hợp này sanh ra thêm được một phần phước. Cứ sanh ra thêm phần phước thì tới cuối cùng sao? Tức là ta có một cái quyến thuộc Bồ Đề đông và thương ta, tốt với ta, thì lúc bây giờ đó ta mới dựng nghiệp được. Đây là trên bước đường tu. Đời nay ta nhận diện được cái quá khứ chúng ta và tạo nên cái hiện tại này. Cho nên cái hiện tại này, tất cả những cái gì xấu trong quá khứ đó, ta quét sạch hết đi. Cái gì tốt trong quá khứ ta nhân rộng lên. Cái này gọi là tu. Chứ mà tu sao nữa, để cho mọi người ấy, ban đầu họ còn thương mình, nhưng mà tới cuối cùng họ chịu hết nổi rồi, phải không? Đi tới chỗ nào ta cũng xua đuổi mình hết, tức, phải không? Đây là sai. Đức Phật dạy đó, tu đó là phải làm sao những người thương mình, họ mỗi lúc họ phải thương mình nhiều hơn. Những người chưa thương mình đó, mình cũng làm cho họ thương mình được. Và những người ghét mình đó, cuối cùng mình cũng làm cho họ thương mình, đổi cái thù thành ra ân. Cái này là quan trọng. Cho nên chỗ này người ta gọi lấy ân báo oán, thù nhưng mà bây giờ đổi trở lại thành ân. Đây là trên bước đường tu. Thì tất cả các Phật tử nên nhớ cái này mình tu, làm sao chuyển đổi lại. Ba hạng người đối với chúng ta nữa. Cái hạng người mà tốt với chúng ta trong hiện tại này, tức là vì đã tốt trong quá khứ, cho nên cái này ta cố giữ nguyên và ta làm cho cái tốt này tăng lên. Cái tốt này cho tăng lên. Cái người này muốn giúp ta mà ta chưa cho họ giúp ta nữa, mà ta vẫn tiếp tục giúp cho họ nữa, thì đương nhiên họ quý ta nhiều hơn chứ. Cái này để cho nó tăng lên. Cho nên chỗ này người ta gọi là đồng hy tăng tú, tức là làm cho lớn lên này. Cái phước cơ mình như vậy rồi, bây giờ làm cho lên. Những người thương mình làm cho họ thương mình nhiều hơn, phải không? Chứ đừng làm cho họ ghét mình, cái này đọa. Còn những người mà chưa thương mình thì cố làm được cái gì đó để cho họ thương mình chứ. Ta nói có làm cái gì đó họ mới thương mình được. Tức là họ có một cái cơ hội nào đó mà mình có thể cưu mang họ được, có thể giúp đỡ họ được đó, thì mình nên làm. Phải có làm được cái việc gì tốt đó họ mới thương mình được. Chứ không làm cái việc gì tốt đó, thì trường hợp không ai thương mình đâu. Thành trên bước đường tu. Cho nên Đức Phật nói, muốn người ta thương mình, đầu tiên mình phải có cái tâm thương người thật sự. Cái này có này. Chứ không phải là giả dối bên ngoài. Ta nói đôi khi đó, chúng ta cũng hành bố thí, nhưng mà cái này đó, cái bố thí chúng ta nó không phải thực sự thương người mà ta bố thí. Mà Đức Phật nói ở trong Kinh Dược Sư rõ đó, là bất đắc dĩ mình mới cho, phải không? Mình cho nó nhưng mà như là dao cắt ruột mình vậy. Mà người ta thường hay nói một cái là bố thí gọi là thí ăn mày, phải không? Thôi cho nó đi, cho nó xong chuyện, cho nó im mình đi. Cho nó mà khinh nó, phải không? Cái này mang cái tội khinh người đấy. Cho nhưng mà mang cái tội khinh người. Mình cho nó mà mình khinh nó nữa, nó có thương mình không? Nếu nó có thương thì nó cũng thôi nói cảm ơn bà, phải không? Nhưng mà thiệt ra trong lòng nó biết, nó biết mình chứ. Cho nên Đức Phật dạy mình là khi hành bố thí là mình phải thương người thực sự. Tức là có một cái lòng thương người mà mình chưa giúp được họ đó, họ cũng biết ơn mình nữa. Đây là cái điều quan trọng nhất. Có cái lòng thương người thực sự, rồi lúc bây giờ đó mình mới có một cái ý thức mà giúp người thực. Cái giúp người. Tại thầy nói cái bà già hồi nãy là bà nhìn bà thấy cái anh này đó, đói quá đi, tội nghiệp quá, thôi bà... Thay vì bà có ổ mì bà ăn thì bà cho này ăn đi, phải không? Tại thương, bà này thương thiệt.
Cho nên cho anh này mỗi mì ăn, anh ăn rồi anh khỏe rồi anh tiếp tục anh tụng kinh xong rồi đó, chiều anh về anh làm cho bà này, anh làm hết lòng. Anh là sức trai, anh ăn vô mạnh rồi là anh làm việc không biết mệt lắm, làm cho bà này khá lên, giàu lên. Cho nên bà này lại tiếp tục thương ảnh nữa, mới cưu mang ảnh và chia sẻ gia tài cho ảnh. Đây là trên bước đường tu. Chứ còn nếu mà được người ta thương, người ta giúp đỡ rồi đó, vô nhà bắt đầu sanh chứng, phải không? Sanh chứng, sanh tật, cái này rất nguy hiểm. Cho nên người ta thương mình, phải làm cho người ta thương nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu, Đức Phật dạy chúng ta đó. Như vậy đó, là tất cả cái này đó đều tăng lên hết. Tăng cái này gì? Tức là tăng phước đức và tăng trí tuệ lên, đồng hy tăng tú. Tại vì cái con người đó mà sống được, làm được đó, là nhờ hai thứ đó thôi, tức là phước đức và trí tuệ thôi. Con người không có phước đức, không có trí tuệ là bỏ đi, phải không? Con người đừng bỏ đi. Cho nên Lai Quả Thiền Sư có dạy một câu mà thầy thấy rất thấm đó, là đừng bao giờ tu rồi trở thành con người vô dụng, phải không? Tu để trở thành con người vô dụng, cái này không nên đâu. Tu trở thành con người hữu dụng, tức người hữu dụng là con người có phước đức và có trí tuệ. Tức là phải học và phải làm việc thôi. Đây là trên bước đường tu mình, là con người có ích, ích lợi. Mà con người có ích lợi đó, là con người này đó, là chỉ có phước đức và trí tuệ mới làm ta trở thành ích lợi thôi. Mọi người quý trọng ta là chỗ này. Thì khi mà có cái này rồi đó, thì bây giờ đó, mình có cái bốn phước đức trí tuệ rồi thì sao? Cho đời sau đây. Đời sau. Bây giờ muốn đời sau làm cái gì? Muốn đời sau ta làm gì? Gọi là lai sanh trí chủng linh miêu, phải không? Tức là đời này ta đã có cái phước đức và trí tuệ rồi, bây giờ ta phải nghĩ đời sau mà làm sao cho cái phước đức này tăng lên, làm sao cho cái trí tuệ này tăng lên, chứ đừng để mất. Đây là trên bước đường tu, cái này quan trọng nhất. Thế bây giờ chúng ta có rồi, nhưng mà để cho mất đi thì hỏng. Đời này ta có trí tuệ rồi, nhưng mà ta để cho tham sân si nó chế ngự chúng ta, ta tạo bao nhiêu tội lỗi, chết rồi đọa vào trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh, phải không? Bao nhiêu kiếp trở ra thì cái trí tuệ còn nữa không? Tại cái người ở trong súc sanh ra thì tánh súc sanh họ còn, ở trong địa ngục ra tánh địa ngục còn, chứ đâu có tánh trí tuệ nữa. Cho nên mất hết cái này rồi tu lại nguy hiểm lắm. Cho nên có cái phước đức, có trí tuệ rồi thì đời sau đó, làm sao cho cái này đó nó tốt. Cho nên cái đầu tư của chúng ta này quan trọng. Cho nên bây giờ quý vị có tiền của rồi, phải không? Bây giờ có tiền của rồi, thành ra có tiền của thì bây giờ mới có thể làm giàu được, chứ không thể làm giàu bằng hai bàn tay trắng được đâu. Có tiền của rồi, có trí tuệ rồi, thì bây giờ chính cái vốn mà trí tuệ và tiền của này đó, ta mới làm giàu được. Làm giàu tức là đầu tư, phải không? Tức là có trí tuệ rồi, cho nên dùng trí tuệ chúng ta mà quan sát coi chỗ nào có thể đầu tư được, cái công ty nào ăn nên làm ra đây, phải không? Ta mới hùng vốn vô chứ. Cái này là thầy nói thí dụ để cho quý vị dễ hiểu, nhưng mà thực đây đó là Đức Phật khuyên chúng ta đó, nên chọn cái vị Bồ Tát nào đó để chúng ta đầu tư vô, để làm quyến thuộc của Ngài. Chứ không phải là cái công ty ở trên thế gian này đâu. Đầu tư vô cái công ty ở trên thế gian này rồi mai mốt nó phá sản, phải không? Nhận lầm cái chỗ này thì hỏng. Tại vì ở trên thế gian này đó, nhìn thấy rõ một ngày có bao nhiêu công ty thành lập mà một ngày có bao nhiêu công ty phá sản, phải không? Có bao nhiêu ông giám đốc đi ở tù, phải không? Nếu mà ta đem tiền ta bỏ vào đây là mất trắng, phải không? Ta kết thân với ông này là tòng phạm này, phải không? Tai họa dính vô ta này. Cho này rất nguy hiểm. Cái chỗ này rất nguy hiểm. Cho nên khi mà chúng ta, cái phước đức và trí tuệ chúng ta muốn tăng lên thì sao? Ta phải tìm những người có trí tuệ ta nương tựa, thì lúc bây giờ thì trí tuệ ta tăng.
tìm những người có phước đức thực sự ta hợp tác á, thì phước đức chúng ta mới tăng, đồng vốn chúng ta mới tăng lên. Đấy là sự thật nhé. Cho nên bố thí không đúng chỗ, phải không? Không đúng người thì cái này sao mà sanh phước được. Ta nên cúng dường cũng vậy. Đức Phật nói là cúng cho cái vị này họ chứng được quả La Hán, họ thành Bích Chi Phật gì đó thì mình mới được phước chứ. Chứ mình cúng cho họ xong rồi họ bỏ tu, phải không? Họ hoàn tục thì mới được cái gì? Mình hại họ rồi, phải không? Cái này rất nguy hiểm. Cho nên trên bước đường tu của chúng ta nó khó là từ chúng ta. Vì vậy đó mà ta nguyện cho đời sau chúng ta đó, ta sanh ra chỗ nào có Phật và có Bồ Tát thôi. Tại vì chính có Phật và Bồ Tát đó, thì chúng ta mới học lên được, chúng ta mới tạo công đức được. Chứ nếu mà không có Phật, không có Bồ Tát, không có thiện tri thức đó, thì chắc chắn chịu thua thôi. Đây là trên bước đường tu. Kinh nghiệm thầy đó, thầy thấy vậy đó. Ta nói thầy còn được chút xíu cái may mắn là gì? Mặc dù thầy sanh trên nhà quê, phải không? Ta nói sanh trên nhà quê đó. Nhưng mà xuống thành phố này đó, là được cái may mắn lớn nhất của thầy đó, là được vào Phật đường Nam Việt, tức là ở chùa Ấn Quang. Thầy vô ở chùa Ấn Quang từ năm 1957, thì bây giờ mấy chục năm, năm 60 năm gì rồi đó. 1957 bây giờ đó là 2017, hơn nửa thế kỷ đó. Ta nói từ vô đó là một học tăng, mà bây giờ thầy là viện chủ, phải không? Thì cái trường hợp đó trải qua 60 năm ở đây. Ta nói thầy ở chùa Ấn Quang 60 năm đó, đó là thầy nhờ các bậc thiện tri thức này. Gần gũi nhất là lúc đó Hòa Thượng Thiện Hoa, Hòa Thượng Thiện Hòa, hai vị này nữa rất đặc biệt. Hòa Thượng Thiện Hòa là cái người trì luật nổi tiếng, Hòa Thượng Thiện Hoa là đại luận sư, cho nên nhờ nương theo hai vị này nữa mà trí tuệ thầy tăng, đạo lực thầy tăng lên là nhờ. Rồi từ nhờ ở cái chỗ chùa Ấn Quang này là trụ sở của Giáo hội Tăng già toàn quốc, cho nên các hòa thượng miền Trung miền Bắc nó vô họp vô Ấn Quang. Thì lúc mà thầy còn nhỏ đó là được cái may mắn là theo hầu các hòa thượng này. Theo hầu tức là làm thị giả đó. Cho nên mình giúp cho những cái người đó mà có quy đức đó, thì chính cái chỗ này đó mình mới được cái phước đức này. Hòa Thượng Tịnh Khiết là làm tăng thống thì vô ở chùa Ấn Quang, thầy cũng làm thị giả hầu ngày. Sau này đó Hòa Thượng Giác Nhiên làm tăng thống, Hòa Thượng này tới 101, 102 tuổi gì mới mất, thầy cũng làm thị giả hầu ngày khi ngày vô Ấn Quang. Các vị, cái may mắn cho thầy là được gặp các bậc minh sư này. Thế nên lúc đó đó, khi mà thầy ở bên Nhật về đó, thì bây giờ đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất quy định là phải 50 tuổi mới làm thượng tọa. Mà Hòa Thượng Tăng Thống đó, Hòa Thượng đó ra giáo chỉ đặt cách cho thầy lên thượng tọa. Lúc đó thầy mới 37, 38 tuổi. Thầy còn thiếu tới mười mấy năm mới lên thượng tọa. Cho nên thầy làm thượng tọa lâu nhất, phải không? Hai mấy năm làm thượng tọa đó. Đây là trên cái bước đường tu đó. Nhờ các cái bậc thiện tri thức, thầy nói các vị này đó là các vị Bồ Tát thiện thân trở lại trên cuộc đời này. Thầy được may mắn làm quyến thuộc Bồ Đề của các vị này. Cho nên các vị này thương và giúp đỡ và dìu dắt. Cho nên từ chỗ này đó mà trí tuệ thầy tăng lên và phước đức thầy tăng lên. Chứ nếu mà không gặp được các cái bậc minh sư như thế, mà gặp những cái người không tốt thì không, thì chắc không được. Thầy có những người bạn cũng thật tốt, nhưng mà vì không gặp thầy tốt, không gặp thầy tốt cho nên lúc bây giờ nó buồn phiền bất mãn bỏ cuộc, phải không? Thì không,
Thành ra gặp cái ông thầy mà không ra gì nữa thì lúc bây giờ sao? Buồn. Đi tu mà không gặp các bậc mà chân tu này thì buồn. Cho nên bỏ, bỏ hoàng tục, bỏ đi lính. Thì hoàng tục đi lính thì coi như là đọa rồi, là chết rồi. Cho nên trên bước đường tu, sanh ra bất cứ chỗ nào, cái điều quan trọng nhất đây đó là được gặp Phật, được gặp Bồ Tát là tốt. Tức là chỗ nào được mà hãy có Phật, có Bồ Tát đó, thì chúng ta nghĩ nơi đó là trí tuệ ta phát được. Mặc dù cực khổ, mặc dù vất vả, nhưng mà nhờ cái gương sáng của thầy tổ, cho nên ta nương theo này ta phấn đấu lên được. Chứ gặp những cái người mà không ra gì đó thì thường hợp này ta dễ bất mãn và dễ buồn phiền, dễ bỏ cuộc và dễ sa đọa đó. Thì đọa mất đi. Cho nên quyết định là phải phát lên trí tuệ và phước đức, phải tăng tú, tức là phải lên chứ không cho xuống. Thì muốn như vậy đó thì sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, cái này chính phải có minh sư. Phải có minh sư, phải có người mà ta tin cậy để mà chúng ta đem gửi hết cả cuộc đời chúng ta đó, thì lúc bây giờ chúng ta mới có thể lên được. Còn ngược trở lại đó, mà ta đi theo ông thầy mà ta không tin ông thầy đó là có trí tuệ, ta không tin ông thầy đó là thực tu, thì quý vị có thực tu cũng khó phải không? Đấy. Cho nên từ cái chỗ này, mà nếu không có Đức Phật ra đời đó, nếu không có Đức Phật ra đời thì sao? Này, ở trong Kinh Pháp Hoa, cái phẩm thứ 13 mà khuyến trì đó, thì tất cả những cái người mà được Đức Phật thọ ký xong đó, họ đều có một cái phát nguyện. Cho nên ta tụng Kinh Pháp Hoa này, ta cũng theo cái chỗ này tụng. Con nguyện sanh bất cứ chỗ nào cũng được, miễn chỗ đó có Phật. Có Phật thì con sanh theo thôi. Phật sanh chỗ nào con sanh chỗ đó, chứ còn tuyệt đối không sanh chỗ mà không Phật, đọa. Đây các vị đó, hành Bồ Tát Đạo, nhưng mà hành Bồ Tát Đạo dưới cái sự dìu dắt của các vị Bồ Tát lớn. Các vị Bồ Tát lớn này là sao? Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Di Lặc là phải không? Nên tất cả các vị Bồ Tát này nữa, có các vị Bồ Tát lớn này nữa, thì ta nương theo các vị này ta hành đạo đó, thì cái này được. Chứ còn thiệt ra nữa, bản thân ta chưa đủ sức, cho nên ta rất sợ. Cho nên ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, ngài Đạt Lai Lạt Ma đó, nhiều người đó bảo rằng ngài là Quan Âm tái thế đó, nhưng mà ngài vẫn nói thật lòng đó, ngài nói không biết là cái kiếp sau tôi còn tái sanh đây nữa không? Phải không? Tại vì Bồ Tát Quan Âm gia bị tới cho ngài, cho nên ngài ở trên cuộc đời này ngài làm được rất nhiều việc, tức là ngài Đạt Lai Lạt Ma đó. Nhưng mà ngài còn ngại, nó biết đời sau mà sanh lên cái thế giới này nữa, tái sanh trở lại thế giới này nữa đó, không biết còn được cái lực của Bồ Tát Quan Âm gia bị tới nữa không, làm được việc không, hay là nguy hiểm. Cho nên trên bước đường tu chỗ này quan trọng. Vì vậy đó mà phần lớn đó, người ta nguyện sanh về tịnh độ. Nguyện sanh về tịnh độ nhiều hơn là sanh thế giới Ta Bà. Phật sanh ở thế giới Ta Bà, Bồ Tát lớn sanh ở thế giới Ta Bà, thì ta nguyện sanh theo, ta làm theo thôi, làm quyến thuộc từ bi thôi, chứ còn chính ta không làm. Cho nên thầy nói, nếu mà không có các hòa thượng lớn dìu dắt á, thì thầy không trưởng thành như ngày nay. Cái này may mắn còn chút xíu phước, chút xíu phước đời trước đó, mà sanh ra ở trong cái thời kỳ khó khăn và nguy hiểm nhất. Nên thầy nói là thầy sanh ra trong thời Pháp thuộc và lớn lên trong thời chiến tranh. Và làm việc ở trong thời xã hội chủ nghĩa, ba thời kỳ này hoàn toàn khó hết. Nhưng mà nhờ các thiện tri thức giúp đỡ, cho nên thầy mới trưởng thành. Mới trưởng thành nên được, trí tuệ mới sanh được và công đức mới sanh ra được. Nếu mà không có cái đó thì coi như tiêu đời,
đâu còn được nữa. Cho nên Ngài Đạt Lai mà nói với Thầy câu này, Thầy cũng có cái suy nghĩ, không biết đời sau mình sanh ra mình có được gặp này nữa không? Chứ còn sanh ra mà ở nhà quê rồi đó, lần lần không ai dìu dắt mình hết, lần lần mình quên mất, quên mất đời trước mình tu đi, cái này hỏng. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất trên bước đường tu. Cho nên cái mà trưởng ngộ minh sư, trưởng ngộ minh sư, cái quan trọng nhất ở trong đời mình là có minh sư. Cho nên khi mà chúng ta hành Bồ Tát Đạo, chúng ta chọn một vị Bồ Tát nào đó ta tôn thờ. Ta chọn một vị Bồ Tát nào đó ta tôn thờ, và ta luôn luôn lúc nào trong tâm niệm ta cứ nghĩ tới vị này. Thì nghĩ tới cái vị này để chi? Để cái vị này gia bị tới cho ta. Ta đã thầy ở trong cái thời kỳ Pháp thuộc, cái thời kỳ chiến tranh khó quá, cho nên lúc nào thầy cũng sợ chết, lúc nào thầy cũng nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm hết. Bây giờ thì không đeo nữa, chứ hồi còn nhỏ nên lúc nào thầy cũng đeo cái tượng Quan Âm bên trên ngực, đeo cái tượng Quan Âm lên. Ta nên hãy khi nào khó khăn nguy hiểm nhất là cái tay thầy nắm cái tượng này, thầy nghĩ tới Bồ Tát Quan Âm, rồi từ chỗ đó mà mình qua được hết. Cho nên chọn Bồ Tát Quan Âm ấy, làm cái đối tượng mà mình tôn thờ. Ta nên nghĩ về Bồ Tát Quan Âm nhiều quá, ta nên nghĩ nhiều quá về Ngài. Nhưng mà trong lúc đó là thầy nghĩ Bồ Tát Quan Âm là người, người phụ nữ mặc áo trắng, cho nên bạch y đại sĩ. Tức Bồ Tát Quan Âm đó, cái mặt đó là phụ nữ chứ không phải đàn ông. Cho nên trên cái bước đường tu của thầy đó, nó có điều lạ đó, là thầy nghĩ Bồ Tát Quan Âm nhiều quá, cho nên lúc bây giờ cái mặt thầy hơi giống Quan Âm. Mặt thầy hơi giống Quan Âm, cho nên nhiều người họ tới chùa hôm qua, họ nhìn họ thấy thầy đó, họ cúi đầu họ nói thưa sư cô. Đấy, hồi thầy còn trẻ đó, ta cứ tưởng thầy là sư cô, chứ ta không nghĩ thầy là thầy, là chú vậy đó. Người nào quen biết thì nói, còn người lạ cứ nhìn thấy. Là tại sao vậy? Cho nên quý vị nghĩ tới cái người nào đó thì lần lần mình sẽ giống người đó. Cho nên thầy mới nhắc cho tất cả các Phật tử chúng ta đó, mình thờ Phật thì lựa Phật đẹp, phải không? Lựa Phật đẹp mà mình nhìn để đưa vào trong lòng mình đó, thì lần lần mình giống được Phật đó. Tu cái hảo tướng của Phật là tu cái đó đó. Còn nếu mà trong lúc đó mà mình nhìn cái tượng Phật đó, thầy thấy đó, có những người đó mà nhìn cái tượng Phật đó, mà cái tượng Phật đó, nó làm theo kiểu Campuchia, cái môi sệ xuống, phải không? Thì lần đó thầy cũng thấy ông thầy đó, cái môi cũng sệ xuống giống ông Phật Campuchia, phải không? Đây, trên bước đường tu. Tại vì mình nhìn cái gì đó thì nó sẽ in vào trong tiềm thức mình, trong tiềm thức mình nó sẽ hiện ra bên ngoài, do tâm bên trong mà hiện ra bên ngoài. Vì vậy ta tu đó là đem Phật vào lòng, tức là đem cái hình ảnh đẹp để vào trong lòng chúng ta. Cho nên cái tâm chúng ta nó đẹp thì nó hiện ra ngoài, cái tướng nó đẹp theo. Vì vậy đó, cái người nào mà có Phật ở trong tâm thì cái tướng họ bên ngoài họ đẹp lần theo, giống Phật theo. Còn cái người nào mà trong lòng họ hung ác đó, gọi là ác ma đó, thì cái tướng hung dữ họ cũng từ từ sẽ hiện ra theo cái tâm của họ. Cho nên cái khi nào mà mình giận, mình buồn, mình tức tối nhiều nữa thì cái tướng xấu nó hiện ra, phải không? Thầy xin ngừng đây, là tuần sau mình tiếp nữa. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.